Theo của ngày hôm nay thì mình sẽ tô màu cho một chú hổ nhé. Teaser. Đấy, đây là một con hổ nhìn rất là cute, Namo gì đó hả. Rồi trên đây sẽ có cái hình mẫu này, thì mình sẽ có thể nhìn theo mình tô nha. Chiên cho nó cứng, cho nó giòn, cho nó cứng nghe Hiển ơi. Cái vậy mày xảo mày miếng thịt coi, mày thấy nó cứng hay nó mềm? Mềm thì bắt bếp lên chiên tiếp má, chiên ngửa nhỏ má. Cứ chiên đi, không có dầu trong chảo nó không có dầu là được rồi. Cái gì? Thì tắt để đó đi. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đầu tiên. Hai vì con hổ này màu cam đúng không? Thì mình sẽ không sử dụng màu cam tô cho những cái đó, mà mình sẽ sử dụng màu cam mình tô cho những cái vằn. Bằng trên người con hổ này. Chờ em như từ lúc nắng chẳng mưa, em như từ chân cánh đi con. Rồi đó, thì trên người hổ á thì chỗ này có vằn, thì các bạn cứ tô vào, có vằn là tô vô, tô cam nha, vằn cam nha, chứ không có tô vằn nâu nha. Thì hổ mà cho nên là những cái vằn này cũng khá là nhiều. Ngày nhỏ là xíu Hiển ơi, mày nó lấy nó thu âm tới Hiển ơi. Hiển ơi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tô mèo. Mày cho đây. Tô và nhìn mình thấy là những cái vằn này nhìn cũng rất là dễ thương mọi người, không phải nhất thiết là hổ là phần đen rồi phần nâu ha, mình có thể sáng tạo mà. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng tiếp màu xanh lá cây nhé. Con hổ này mình không có muốn tô màu nó sẽ có những cái mèo ở đây nữa hả. Cái chớp mũi thì mình sẽ tô màu hồng nha. Thay vì màu nâu thì chớp mũi tô hồng nhìn cho nó cute, và cái đuôi cũng sẽ hồng luôn. Và con hổ này nó sẽ có hai mèo thì mình sẽ cũng sẽ kết hợp hai mèo ha. Mình sẽ sử dụng màu hồng cam là mình sẽ tô ở dưới cái phần ở dưới đây. Đó, mình sẽ tô cái phần miệng nè. Và cái phần bụng thì mình sẽ sử dụng hồng cam mình tô nhé. Hình như cái mẫu này cũng là màu hồng cam hay sao mọi người. Nhưng mà mình thấy nó có ánh vàng nữa, thì không biết là hồng cam hay là cam nhẹ hay là vàng nhạt luôn. Rồi tiếp theo là cái bụng nhé, cái bụng chỗ này. Đó. Rồi và những cái móng phần móng tay của con hổ này nè cũng là màu này luôn, thì các bạn sẽ tô vào. Tiếp theo là ở đây. Đó, dễ thương. Tiếp tục sẽ là màu xanh lá cây mọi người nhé.
mình sẽ tô nhạt thôi, mình tô nhẹ nhàng tình cảm, không có mà tô tô nóng vội làm gì nhé, tô từ từ từ. Các bạn tô nhẹ như vậy và từ từ lan xuống như đây đó. Thì nói chung là tô này thì nó sẽ có những cái sọc vằn á, thì mình sẽ tô đừng cho nó bị lem vô hết, kiểu nó lem vô thì nhìn nó sẽ không còn đẹp nữa. Tiếp tục bỏ đây. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tô tới phần bên cái mình. Mình sẽ tô nhẹ nha, mình đâu có làm, không có tô mạnh đó, tại vì tô mạnh cái là nó sẽ bị kiểu sọc vằn liền, nó sẽ kiểu chỗ xanh đậm chỗ xanh nhạt là nhìn nó sẽ không có còn đẹp nữa mọi người, cho nên cứ tô nhẹ thì nhẹ luôn. Rồi các bạn sẽ tô tới bên đây. Chỗ nào mà các bạn cảm thấy nó nhạt hơn so với những chỗ khác thì các bạn sẽ dặm vào. Ok. Video của mình đã kết thúc nha. Bye bye mọi người nhé.